Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 300. Mấy mình thấy sinh nhật Quỳnh đưa lên trên banner bên này quên ha. 389. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dâng ơn đức tam bảo. Bụt thù ma hệ si á răng ta thà gá tô rô cú tâm bồ sắp phá gá rù hí chệ ta cô lô ca sá sán thà chân la đầm má cô quý đồ quần đà má hành tầng nó ra phù cái này giác tầng Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chân tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng tuy đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yết ta sa sa thu nô lô ca nam mần tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bút pa ti phu ti san nhã tô quan đà ma hành tầng đã ra phù cha này giác cần pháp bảo vi nhân vạn như lai soi sáng vẹt màng phù minh phan tang lầm lạc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô su ca ta sa sa quá cô xích kha su ca mô quá la thầm ma xích kha cô niên đà vá sân sa đi á na đá rô quá rô hoành đà ma hành tầng đá ra phù cha này giác cầm tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đảnh cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tê yá tê chê ná sê khá mê ê tú quá thá năng tán xa bí a nú phà vê ná sá hạ sa dê. Ná sê chạc tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấm hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần thánh dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Alo, cái gì đây? Rồi, bây giờ có những cái dòng test chat để coi sao. Sĩ Thanh Hoàng, sĩ Kim Nhung nói rằng khởi động máy lại thì sẽ ổn định. Bây giờ sĩ Cao Thanh Hoàng và sĩ Cao Hoàng Thanh, có nghe rõ chưa? Alo, này chắc hai chị em sinh đôi quá ha. Bên Thanh Hoàng, bên Hoàng Thanh. Rồi, quý vị nghe rõ ha. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Rồi, nghe rõ rồi, xa thủ, xa thủ. Để đưa lại câu Phật ngôn này. Rồi, chúng ta đi vào bài học. Câu Phật ngôn 389. Na Brahmanasabhaharaya Na Brahmanasabhaharaya Na Brahmanasabhaharaya. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Nasamuncetha Brahmano Nas Samuncetha Brahmano Nasamuncetha Brahmano. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Na Brahmanasabhaharaya Nas Samuncetha Brahmano Na
Na brahmana sabaha raya na samunje tha brahmano. Na brahmana sabaha raya na samunje tha brahmano. Rồi, bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Ai chữ thi brahmanasa hành ta năng à, xin Nhật Quỳnh ơi, chữ thi ha, chữ này chữ thi chứ không phải chữ thi nha. Chữ ở dưới câu số 4 cũng là chữ thi ha. Đọc lại câu số 3. Thi brahmanasa hành ta năng, thi brahmanasa sa hành ta năng. Và câu số 4. Ta tô thì ya sa mun cha ti, ta tô thì ya sa mun cha ti, thì ta tô thì ya sa mun cha ti. À, như vậy chúng ta ôn lại câu số 3, câu số 4 ha. Thì brahmana sahanta rằng thi ta tu thì yassa munjati. Thì brahmana sahanta rằng ta tu thì yassa munjati. Thì brahmana sa hành ta rằng ta tô thì ya sa mun cha ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại bốn câu này ha. À, quý vị nhìn lên trên màn hình. Na brahmana sabara hayana samunche tha brahmano thi brahmana sahanta rang tato thi yasamunchati. Na brahmana sabara para baharai papra đọc lại. Na brahmana sabaha raya na samunche tha brahmano thi brahmana sahanta rang tato thi yasamunchati. Một cách đọc mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thế là đọc một lần hai câu ha. Na brahmana sabaha baha rai yana samun che tha brahmano. Đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Na brahmana sa baha rai yana samun che tha brahmano. Thì brahmana sa hành ta rang ta tô thì yasa mun cha ti. Thường thường á, chúng tôi nghe quý vị đọc và tới chữ brahmano này, chữ no này, đọc tới chữ no này giống như nó hết hơi á, à, tức là coi như tới chữ no này là mừng quá rồi, cái nghĩ, nhưng mà nghĩ cái kiểu của quý vị không chịu kéo dài trường âm, mà cái nghĩ của quý vị là cái nghĩ hụt hơi à, thì nó không có cái lực mà chúng ta dừng lại, tức là kéo dài cái trường âm đó, chứ không phải dừng lại mà đọc cái kiểu mà người ta dùng cái từ mà những cái người mà khi bắt chuồng chuồng mà ở dưới nước á, thì người ta dùng cái từ là người đó đang giả gạo, tức là trồi lên hụt xuống, trồi lên hụt xuống. Mà trường hợp đó là trường hợp mà cận tử nghiệp, cũng giống như trường hợp chúng ta đọc mà Pali mà đọc tới trường âm mà không chịu kéo dài ra, thì trường hợp này chúng tôi cũng dùng cái từ giả gạo nha.
Cái người mà giảng đạo là cái người mà khi mà họ bị đuối nước, họ chết đuối, đầu hụp xuống, đầu lên hụp xuống. Thì quý vị cố gắng nè, trường âm quý vị nên kéo dài, trường âm không nên đọc, dừng lại một cách hụt hơi. Mà đọc hụt hơi như vậy, nghe nó có người nó mệt lắm. Điển hình nè, đây không phải nói xấu nè, cá nhân ở trên mạng, quý vị nghe siêu cô liệu pháp mà đọc kinh Bali, quý vị cảm thấy người cũng mệt lắm. Quý vị đã từng gặp siêu cô liệu pháp chưa? Đã từng nghe cái giọng đọc kinh của cô liệu pháp chưa? Cô rất là giỏi, nhưng mà coi như nghe cô ta tụng kinh Bali, chúng tôi cảm thấy mệt quá. Cô ta đọc mà mình nghe mệt. Tại vì sao? Tại vì trường âm đó, cô đọc tới chỗ đó, cô đọc mà thấy dừng lại, chưa nghe hả? Nghe đi rồi mệt, không nghe là hên. Không nghe là hên lắm, mà nghe rồi tự nhiên cảm thấy mệt mỏi. Mình không có nghĩ sao trường âm đoán âm đọc cứ kỳ vậy, nhưng mà đọc rất rất lẹ. Rồi thôi bây giờ quý vị không muốn bị giả gạo, không bị đuối nước, thì hãy ráng làm sao để tới trường âm quý vị dừng lại một cách nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Chứ tới trường âm mà quý vị tới gì nó tới chữ nô ha, vâng man nô, rồi cái chữ nô đó cái dừng lại lẹ quá không được. Trường âm mà quý vị phải dừng lại kéo dài. Nam brahmana sabaha rayana samunche tha brahmano thì brahmana sahanta rang ta to thì yasamunchati. Đó ví dụ chị cha tí cuối câu nó là đoạn âm thì chúng ta phải là nhanh trong cái tí kéo dài ra, mà chỉ tí kéo dài ra thấy cái đuôi chuột nó còn dài nữa ha. Mỗi tật ha, chưa thì là thấy loài đuôi chuột ha, tức là tự xưng mình là nói nhiều á, cho nên nói mỗi người mỗi tật suy thông cảm á ha. Rồi bây giờ cố gắng ha. Ở đây chúng tôi không muốn để quý vị coi như bị người ta cười học Bali ở đâu mà coi như cái giọng đọc kỳ cục. Chúng ta hãy lấy cái chuẩn này đi, để rồi chúng ta có căn bản và nhận định đúng và sai. Và khi nghe cái giọng Bali của những vị khác nổi tiếng hơn, nhưng mà mình phải biết cái chỗ đó là trường âm, chỗ đó là đoạn âm, quan trọng là vậy được rồi ha. Bây giờ ôn lại nè. Na brahmana sapaha rayana samunche tha brahmano thi brahmana sahanta rang ta to thi yasamunchati. Và cái giọng đọc thứ hai, Nam brahmana sapaha rayana samunche tha brahmano thi brahmana sahanta rang ta to thi yasamunchati. Chớ có đánh phạm chỉ chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chỉ, đánh trả lại xấu hơn. Bây giờ quý vị đọc giọng kinh trước, còn có vấn đề giọng kệ từ từ ha. Giọng kinh cho ổn định đã. Nhiều khi quý vị giọng kinh không căn bản, qua giọng kệ là chốt quốc. Cho nên hôm nay trong giọng kinh quý vị đọc sao chúng tôi cảm thấy là ok, rồi khi đó mới qua giọng kệ hướng dẫn sao ha. Rồi bây giờ mời quý vị đọc theo kinh. Lâu lâu phải thay đổi một chút chứ, kinh kệ loạn xà ngầu rồi cái người ta nói sao cũng được, không được
Bây giờ kinh là kinh, chứ không có đọc giọng kệ nha. Rồi, Sư Kiêm là người thí nghiệm trước phải không? À, vạn sự khởi đầu nan nha. Gian thắng gian nan đừng có nản nha. Rồi, mời Sư Kiêm. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho nghe âm thanh rõ. Bữa nay California hồi tối khuya sẵn mưa, ẩm mầm nó sấm giấc. Là mấy con mèo cũng sợ lắm, mấy con mèo đó, nó chui trong con thủ nó ngủ. Còn nói với Sư nói con hoài mà mỗi người mỗi tật mà Sư. Thế gian là như vậy. Giống như bữa từng giờ rồi con nghe cô The Man for Cổ đọc chữ trà tì. Thì con mắc cười mà. Sư cơ, tại sao bữa đó sao sư có dosa, tiếng Pali gọi là dosa samyutta chita hay là akusala lakkhana đấy sư. Thì thật ra cái con nói thì vô tình, nhưng cái những người nghe thì họ cố ý, họ có tình đó sư. Thành ra họ có những cái tánh tình, có những xúc cảm khác. Thường thì con vẫn nghe sư nói là đọc tiếng Pali á, thì cái chữ nào không có dấu thì mình có quyền bỏ dấu quyền hay dấu sắc. Như con thì con thích bỏ dấu sắc hơn, sắc nó thanh hơn thì nó dễ hơn. Còn bỏ dấu quyền nhiều khi đọc nhẹ thì nó dễ hiểu lầm là trường âm. Thành ra con thích bỏ dấu sắc hơn. Còn bữa đó cô The Man 45 có bỏ luôn hai chữ trà tì là dấu quyền. Thì con thấy nghe âm thanh rất là quen thuộc mà con không biết cái gì. Thì sư biết rồi, miền Nam, dân miền Nam của tụi con đó thì cái tiếng chữ TR đó thì không có đọc. Uống lưỡi, người miền Nam không thích uống lưỡi, họ nói chà tì. Thì con biết tại sao cái chữ này nó quen thuộc. Thì con mới nhớ đó là chà tì, là cái tiếng là lễ chà tì, lễ quả tán của Đức Phật. Thì con mới thấy là do sự nghe của con mà không có niệm, không có chính thì con lại liên mang, con nghĩ đến chuyện khác. Thì con nghĩ cái tâm điên đảo, cái nghe của con cái tưởng điên đảo thì con mắc cười, con cười vậy thôi. Nhưng bữa hôm đó không biết tại sao mà sư, con thấy sư có vẻ săn một chút với sư, nóng giận thì con không biết, con nín thinh luôn. Con nói im lặng lại vàng, lời nói là lũ đạn miền cúng miền banh sát luôn, thì con không dám nói gì hết, con im ra luôn. Thôi giờ con trả bài nghe sư. Bữa nay là một ngày tốt, ngày nào cũng ngày tốt nếu mở mắt ra mà thấy còn sống, còn thở được, còn ăn, còn uống, còn vui vẻ được rồi tốt hết sư. Thôi con nghĩ là như vậy đó. Thôi giờ con xin trả bài nha. Thì sư nói con có nói nhiều không sao đâu sư. Sư thông cảm đó sư, mỗi người mỗi tật mà sư. Người Nam thì nói tiếng không có uống lưỡi nhiều, có dấu sắc nhiều. Người miền Trung, miền Huế thì nói chuyện cái giọng nặng, họ dùng lưỡi, họ âm giọng hơi nhiều. Thì nghĩ vậy đó thì rất là họ quen cái đó, nhưng mà đối với tiếng Pali thì phải có giọng lên giọng xuống đàng hoàng. Thành ra con thấy mỗi người mỗi tật, mỗi nước, mỗi non có một chiều hướng, có một cái phong tục riêng. Con không dám bình luận, con chỉ theo ý con vậy thôi. Nhưng mà con chỉ nghĩ là con nói cho sư biết vậy thôi. Thôi giờ con trả bài nghe sư. Nói gì cũng mệt quá, để thở chút rồi đọc tiếp sau. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 389. Na ram mana sapaharai yana samung che tharam mano thì ram mana sa hằng ta rằng ta tô thì giá sa mùng chá tí. Đọc lại thêm lần để cho chắc em. Na ram mana sa pa ha rầy ya na sa mùng chề tha ram mano thì ram mana sa hằng ta rằng ta tô thì giá sa mùng chá tí. Phân tích câu 1 cần câu 2. Ná đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, nát trường âm nhắn, xá đoạn âm, phá há hai đoạn âm, ray trường âm nhắn, giá đoạn âm, nát trường âm nhắn, xá đoạn âm, môn trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 cho phân tích. Tha ram mana sapaharai yana samung che tha ram mano thi ram mana sa hằng ta rằng ta tô thì giá sa mùng cha tí. Thí đoạn âm, ram trường âm nhắn, má đoạn âm, nas trường âm nhắn, xá đoạn âm, hằng trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, rằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô thi hai trường âm thông thường, giá trường âm nhắn, xá đoạn âm, môn trường âm nhắn, chá tí hai chà tì,
là hai đoạn âm, đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài. Thi ram manasa hằng tà rằng ta tổ thì giá sa mùng chát tí. Na ram manasa pahare giá ná sa mùng chề tha ram mano. Thi ram manasa hằng tà rằng ta tổ thì giá sa mùng chát tí. Na ram manasa pahare giá ná sa mùng chề tha ram mano. Thi ram manasa hằng tà rằng ta tổ thì giá sa mùng chát tí. Chớ có đánh phạm chí, phạm tính phạm chí chớ đánh lại, xấu thai đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư con đọc kệ luôn nghe sư, con ca kệ luôn nghe sư, để hồi con khỏi trả bài nghe sư, được không sư? Ok hả sư? Sư đừng có nói con, sư muốn đổi mà con muốn phá hoại, không có đâu sư, con đọc luôn một lần đi sư, con có công chuyện làm hả sư? Na ramana sa pha hai raya na sa mung che tha ramano thi ramana sa hằng ta rằng ta to thi giác sa mung cha te na ramana sa pha hai raya na sa mung che tha ramano thi ramana sa hằng ta rằng ta to thi giác sa mung cha te. Dạ con xong hết rồi sư. Con xin trả máy lại. Chèn đét ơi, câu thì cô. Thì hả? Thì hả? Tí cô đâu có thấy sư để chứ có dấu quyền. Ô chữ thì hả? Mày gái, sao con thiếu chữ thì á? Thì hả sư? Vậy con đọc lại nha. Na ram manasa pahari ya nasa mùng chề tha ram mano thì ram manasa hằng tà rằng ta thồ thì giá sa mùng chá tí. Chữ thì ở câu 3 hình như nó không có dấu. Chữ thì ở câu 4 có dấu hả? Để coi con. Ồ, con xin con ấy à, con sửa rồi đó. Con xin trả máy lại à, con có sai xin sư sửa. Con cảm ơn sư trước nha. Alo, 123 123 hai chữ đều là thi, không có thì gì hết á. À, rõ ràng như vậy mà bây giờ thêm dấu vô. Có dấu đọc không có dấu, không có dấu đọc là có dấu ha. À, thì chữ thi đứng đầu câu số 3 và chữ thi đứng cuối, đứng ở giữa câu 4, hai chữ đều là thi ha, chứ không phải là thì gì hết á. Bà Ly mà có chữ thì là ha. Ở đây có dấu đọc không có dấu, mà không có dấu là đọc có dấu. Thi brahmanasahanta rằng ta tô thi yas sa mùn cha tí. À, câu 3, câu 4 ha. Rồi, thêm dấu quyền vô đi. Chứ đọc là thi from manasa là sai. À, rồi, quý vị chú ý ha. À, những cái câu mà đưa lên đây đã có chỉnh sửa. Chứ quý vị cứ coi theo trong sách, mà nhìn vô trong sách thì đọc nó chất quất, nó không có ăn khớp vô trong cái câu Phật ngôn này. À, thì dụng kinh là dụng kinh ha, đừng có kinh rồi qua kệ. À, khi nào mà coi như kệ thì quý vị cảm thấy rằng nó có một cái sự khác biệt. À, cho nên bây giờ chúng ta chú trọng về dụng kinh ha, rồi phân tích chứ đừng có đọc dụng kệ. Khi nào mà coi như cái này xong rồi còn thời gian thì quý vị đọc qua dụng kệ ha, chứ nếu mà kéo dài quá thì không có thời gian. Quý vị thông cảm ha. Rồi, đọc rồi, vậy là hay rồi. Thôi bỏ tay xuống đi. Mời Sức Meta. Dạ, Nam Mô Bụtthaya, Nam Mô Thamaya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú. Dạ, 389 ạ. Na brahmanatsa bahariyanatsa munche tha brahmano thi brahmanatsa hanta rang tato thi yatsa munchati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm Brahm, trường âm nhấn. Má đoạn âm Nát,
Trường âm nhấn xá đoạn âm, bá há hai đoạn âm, rây trường âm nhấn xá đoạn âm, nát trường âm nhấn xá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm và nô trường âm thông thường. Na brahmanat sa baharayanat sa mun che tha brahmano. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Thi trường âm thông thường, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, hanh trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, thi trường âm thông thường, giáp trường âm nhấn, xá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Thi brahmanat sa hành ta răng ta tô thi giáp sa muôn chá tí. Và con đọc lại hết bài. Na brahmanat sa baharayanat sa muôn chê tha brahmano. Thi brahmanat sa hành ta răng ta tô thi giáp sa muôn chá tí. Và con xin đọc lại lần nữa. Na brahmanat sa baharayanat sa mun che tha brahmano. Thi brahmanat sa hành ta răng ta tô thi giác sa mun cha ti. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại. Xấu thai, đánh phạm chí, đánh trả lại, xấu hơn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kể. Na brahmanat sa ba raya nat sa mun che ta brahmano. Và con xin kể lại, con có chỗ sai nè. Na brahmanat sa Paraya Nat Samun Che Tha Brahmano. Thì Brahmanat Sahanta Rang Tha Tô Thi Yat Samun Cha Ti. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai xin Ngài sửa. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu Phật ngôn số 389 ạ. Na brahmana sabaharayana samun che tha brahmano thi brahmana sahanta rang ta to thi yasamun chati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Na là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá, bá, há là ba đoạn âm, ray là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, á là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Thi, con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Na brahmana sabaharayana samun che tha brahmano. Câu 3 và câu 4, thi là trường âm thông thường, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô, thi là hai trường âm thông thường,
Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, mung là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Thì Brahmana Sahanta rằng ta tổ thì Yasa mùn chati. Con xin đọc lại. Na Brahmana Sabaharay Yana Samun Che Tha Brahmano Thì Brahmana Sahanta Rằng Ta Tổ Thì Yasamun Chati. Chớ có đánh phạm trí chớ đánh lại, xấu thay, đánh phạm trí, đánh trả lại, xấu hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Dạ, con có sai kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 389. Na ram manat sa ta ha rai ya na sa mun che tha ram mano. Thì Brahmanatta hành tà rằng ta tô thì giáp ta mùn chát tị. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná, đoạn âm, rằm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm, nát, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm, tá, há, hai đoạn âm. Rây, trường âm nhấn. Giá, đoạn âm, nát, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Môn, trường âm nhấn. Chê, trường âm thông thường. Thá, đoạn âm. Rằm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ná, rằm, ma, ná, sá, ba, ha, rây, giá, ná, sá, môn, chê, thá, rằm, má, nô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Thi, trường âm thường. Rằm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Nát, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Hân, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, đoạn âm. Tô, thi, hai trường âm thông thường. Giác, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Môn, trường âm nhấn. Chá, tí, hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Thì ram manasa hành tà răng ta tô thì giác sa mun cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 389. Na ram manasa ta ha rây ya na sa mun che tha ram mano. Thì ram manasa hành tà răng ta tô thì giác sa mun cha ti. Chớ có đánh phạm trí chớ đánh lại, xấu thay, đánh phạm trí, đánh trả lại, xấu hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Hello. Dạ. Con xin kính lễ sư và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 389. Na ramana sabaha rayana samunche tha ramano thì ramana sa hành ta rằng ta tô thì yasamunchati. Ramana sa na ramana sabaha rayana samunche tha ramano. Ná là đoạn âm, râm là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá là đoạn âm, há là đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, nát nhấn, xá, muôn là chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Na manatta paharayana samunche tamno và có thi
hằng ta rằng thì giác sa môn giác tí là trường âm thông thường, rồi là trường âm nhấn, âm nát là trường âm, là trường ấn, xá là đoạn âm, hằng là trường nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là theo giọng, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, giác là trường, giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Thì ra nát xá hằng tà rằng tá tô thì giác xá muôn chá tí. Và con xin đọc lại 4 câu. Na ram ma na sa pa ha rai ya na sa mun che tha ram ma no thì ram ma na sa ham ta rằng ta tô thì yat sa mun cha ti. Bản dịch của Út Minh Châu: chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. À, dạ con xin, con có sai xin sư và các quý vị trong lớp chỉ dạy thêm cho con. Rồi con xin xuống, xin mời vị kế tiếp nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sơn Thầy, dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đại Trời. Dạ, con xin trả bài. Na brahmanasa bahare yanasa munche tha brahmano thi brahmana sa hàn ta rằng tát tổ thi ya sa mùn cha tí na brahmana sa pa ha re ya na sa mùn che tha brahmano na là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, ma là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xá ba ha là ba đoạn âm, re trường âm nhấn, giá đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, che là trường thông thường, thá là đoạn âm, vam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na brahmana sa bahare yana sa munche tha brahmano thi brahmana sa hằng ta rằng tát thồ thì giá sa mùn cha tí thi trường âm thông thường brahm trường âm nhấn má đoạn âm nas trường âm nhấn xá đoạn âm hành trường âm nhấn ta trường âm thông thường răng trường âm đọc theo dòng nguyên âm tá đoạn âm tô thi hai trường âm thông thường yas trường âm nhấn xá đoạn âm mun trường âm nhấn chá đoạn âm tí trường âm chá tí là hai đoạn âm nabramanasa far con xin đọc nabramanasa bahare ya ya nasa mun che tha brahmano thì brahmana sa hành tà rằng tát thồ thì yat sa mùn cha tí na brahmana sa pha ha ha re ya na sa mùn che tha brahmano thì brahmana sa hành tà rằng tát thồ thì yat sa mùn cha tí. Con đã xong. Chớ có đánh phạm trí chớ đánh lại xấu thay đánh phạm trí đánh trả lại xấu hơn. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin trao mít cho vị kế tiếp. Con có sai xin sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Và con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 389. Na ram mana sa ba ha rai ya na sa mun che tha ram mano thì ram mana mana sa hành ra ta ram ta tô
thì đa sa mùn cha tị. Na ram ma na sa pa ha rầy ya na sa mùn chề tha ram ma nồ. Thì ram ma na sa hành tà ram ta tồ thì ya sa mùn cha tị. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Na ram ma na sa pa ha rầy Yana sa mùn chề tha ram ma nồ. Na ram ma na sa ha ma nằm. Chào con xin chấm hỏi. Na ram ma na sa pa ha rầy Yana sa mùn chề tha ram ma nồ. Dạ, ná là đoạn âm, ram là trường âm, rinh là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ná là đoạn âm, ná là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá há là hai đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ná là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thường. Dạ con xin đọc câu số 3 và câu số 4 phân tích. Thì rầm ma na sa hành tà rầm ta tồ thì giá sa mùn cha tí. Thì rầm ma na sa hành tà rầm ta tồ thì giá sa mùn cha tí. Dạ, thì là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô, thi là hai trường âm thông thường, giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc hết nguyên câu. Na ram ma na sa pa ha rầy ya na sa mùn chề tha ram ma nồ. Thì ram ma na sa hành tà rằng ta tồ thì ya sa mùn cha ti. Na ram ma na sa pa ha rầy ya na sa mùn chề tha ram ma nồ. Thì rầm ma na sa hành tà rằng ta tù thì giá sa mùn cha ti. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa con xin đọc xong, dạ con xin nếu con đọc sai, xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp dùm cho con ạ. Dạ con xin xuống mic và mời vị kế tiếp. Dạ, mô Phật. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ đạo tràng. Con xin đọc bài. Na bram ma na sa pa ha rầy ya na sa mùn chề tha bram ma nu thì bram ma na sa tắc lòng tắc tù thì giá sa mùn cha ti. Con xin phân tích câu một và câu hai. Na bram ma na sa pa ha rầy ya na sa mùn chề tha bram ma nu. Na đoạn âm bram trường âm nhấn, ma đoạn âm ma trường âm nhấn, sa pa ha ba đoạn âm, rầy trường âm nhấn, giá đoạn âm, na trường âm nhấn, sa đoạn âm, mùn trường âm nhấn, che trường âm thông thường, thá đoạn âm, trầm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na trầm ma na sa pa ha rầy ya na sa mùn che tha trầm ma nô. Câu ba câu bốn. Thì trầm ma na sa hành ta lần ta tù thì ya sa mùn cha ti. Dạ thì trường âm thông thường, trầm trường âm nhấn, má đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, hành trường âm nhấn, ta rằng trường âm thông thường, tá trường ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm
thông ti trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, trái tí hai đoạn âm. Thì bầm ma na sa hoàn tà răng tà tù thì yas sa muôn trái tí. Na bầm ma na sa pa ha vầy ya na sa muôn trẻ thác bầm ma nô thì bầm ma na sa hoàn tà răng tà tù thì yas sa muôn tí. Chớ có đánh phạm chí, phạm chí chớ đánh lại, xấu hay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu khi. Dạ thưa con xin cảm ơn Ngài và con xin cảm ơn đạo tràng, có sai xin Ngài và đạo tràng sự con xin cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh câu pháp cú số 389. Na ram ma na sa pa ha re ya na sa mun je tha ram ma no thì ram ma na sa an ta rằng ta rầu thì yết sa mun cha ti. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Na ram ma na sa pa ha re ya na sa mun che tha ram ma no. Na là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, ma là đoạn âm, na là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, a ha là hai đoạn âm, re là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, na là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, há là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc câu 3, câu 4. Na ram ma na sa pa ha re ya ma na mun che ta ram ma no thì ram ma na sa hành ta thì ram ma na sa hành ta rằng ta ro thì ya sa mun cha ti thì ram ma na sa hành ta rằng ta ro thì ya sa mun cha ti. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Thì là trường âm, ram là trường âm nhấn, ma là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, ta là trường âm, ram là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, ta là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thi là trường âm nhấn, yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ xin con xin đọc lại bốn câu. Na ram ma na sa pa ha re ya na sa mun che tha ram ma no thì ram ma na sa hằng ta rằng ta ro thì ya sa mun cha tí. Dạ thưa sư, con xin hết, con xin cảm ơn đạo tràng. Nhờ sư sửa và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin cảm ơn. Con mời người kế tiếp. Alo, 123, 123. Quên ăn chồng còn đó không? Cái chữ hành ta rằng phân tích thì rất là chính xác, nhưng mà khi đọc qua thì đọc hành ta rằng huynh ăn chẳng chú ý phân tích nó là ba trường âm hành ta rằng thì trường âm nhấn, trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhưng mà phân tích chính xác là như vậy, nhưng mà khi mà huynh đọc á hành ta rằng
hành ta răng, chứ không phải hành ta răng. Thì chú ý lại chỗ này chút ha. Rồi xin mời Sik Lan Lê. Dạ, Sức Lăng Lê có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Alo, Lăng Lê có nghe được âm thanh? Dạ, Lăng Lê có thể trở ra rồi trở vào lại cầm mic coi có đạo tràng có nghe được không? Chứ là Lăng Lê cầm mic đạo tràng không nghe được. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Còn nếu có trục trặc gì thì chắc lên để cho đạo tràng biết có thể giúp cho Lăng Lê nha. Dạ, rồi bây giờ Nhật Bình mời nhà Sức hoàn thành. Dạ, tại Hoàng Thanh trục trặc mà Hoàng Thanh ơi, chị Meta là người đang dùng ca bát đó Hoàng Thanh. Có thể Hoàng Thanh có thể nhờ chị Meta chỉ nha. Dạ, mời Hoàng Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Năng cùng các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 389 ạ. Nat-brahmanasa-parahare-yanasa-mun-che-tha-brahmano Thi-brahmanasa-hantarang-tato-thi-yasa-mun-chati Nat-brahmanasa-parahare-yanasa-mun-che-tha-brahmano thì brahmana sa hàn ta rằng ta tu hi thì ya sa môn cha tí. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ná là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá pá há là ba đoạn âm, y là trường âm thông thường, giá là đoạn dây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm ạ. Na Nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tá là đoạn âm, tô thi là hai trường âm thông thường, jazz là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, trá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ con xin đọc lại. Na brahmanasa paharayanasa munche tha brahmano thì brahmanasa
Con xin sám hối vì con vừa đọc con vừa giữ cho nên nó cũng hơi bị phân tâm. Thì Brahmanasa hanta rang tato thi cha samun chati na Brahmanasa paharaya na samun che tha Brahmano thì Brahmanasa hanta rang tato thi cha samun chati. Chớ có đánh phạm trí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm trí, đánh trả lại xấu hơn. Dạ con xin kệ. Na brahmana sa paharaya sa na sa mun che tha brahmano thi brahmana sa hantarang tato thi yasa mun cha ti. Dạ con hôm nay cũng dở quá rồi ạ, con xin sư sửa cho con ạ, và con xin quý đạo hữu sửa cho con xin xuống bích ạ, kính tri ân tất cả. Alo, 123 123, chiếc Hoàng Thanh ha, tôi kêu Thanh Hoàng ngay cho rồi, chắc là Hoàng Thanh với Thanh Hoàng là bà con ha. À, phân tích thì chính xác, mà cái giọng đọc á, sư Thanh Hoàng chú ý chỗ này ha. Những trường âm nhấn mà khi có hai chữ S, hai chữ S nó đi liền nhau, thì chính chỗ này á, sư Thanh Hoàng lại đọc quá nhanh, nó thành ra giống như đoạn âm, trong khi cũng là trường âm nhấn, nhưng mà chữ Ray Gia thì đọc nó thấy rõ ràng ha. Chữ môn chê thì thấy cũng rõ ràng ha. Hoặc là chữ Brahmano thì chữ Brahm cũng là trường âm rõ ràng, là trường âm nhấn ha. Nhưng mà ở đây có những chữ nè, chữ Nasa, Brahma Nasa 1 nè, chữ Nasa câu số 2 nè, rồi chữ Brahma Nasa câu số 3 nè, rồi chữ Yasa câu số 4 này, thì những cái chỗ này phân tích thì chính xác, nhưng mà khi đọc á, thì nó nghe giống như là đoán âm. À, tại sao chỗ này chúng ta lại đọc nó nhanh quá vậy? Na Brahmanasa Paharaya Nasa Munche Tha Brahmano thì Brahmanasa sahan ta rằng ta tổ thì giá sa mùn cha ti. À, sư Thanh Hoàng chú ý ha, cố gắng ha, chỉ có còn hai chữ S đó mà sư Thanh Hoàng đọc nhanh cho nên nghe giống như đoạn âm. À, cố lên ha, như vậy là cũng là thành công mà, mới đến với đạo tràng không bao lâu ha, mà đọc vậy là tiến bộ lắm rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ha, là Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đại lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 389 nè. Na Brahmanasa Paharaya Nasa Munche Tha Brahmano Thi Brahmanasa Hanta Rangtato Thi Yasa Munchati. Na Brahmanasa Paharaya Nasa Munche Tha Brahmano Thi Brahmanasa Hanta Rangtato Thi Yasa Munchati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, Ma là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn, Sa, Ba, Ha là ba đoạn âm, Ray là trường âm nhấn, Ya là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn, Sa là đoạn âm, Mun là trường âm nhấn, Che là trường âm thông thường, Tha là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, Má là đoạn âm, No là trường âm thông thường. Na Brahmanasa Paharaya Nasa Munche Tha Brahmano. Và câu số 3 và câu số 4. Thi Brahmanasa Hanta Rangtato Thi Yasa Munchati.
Thi là trường âm thông thường, Brahm là trường âm nhấn, Má là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn, Sa là đoạn âm, Hanh là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường, Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Tá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường, Thi là trường âm thông thường, Yas là trường âm nhấn, Sá là đoạn âm, Môn là trường âm nhấn, Chá Tí là hai đoạn âm. Thì Brahmanasa Hanta Rang Tato Thì Yasa Mun Chati. Dạ con xin đọc lại ạ. Na Brahmanasa Pahareya Nasa Mun Che Tha Brahmano Thì Brahmanasa Hanta Rang Tato Thì Yasa Mun Chati. Chớ có đánh phạm chí, phạm chí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai, con xin nhờ sư sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 389. Ná là đoạn âm Brahm, trường âm nhấn. Má đoạn âm Nas, trường âm nhấn. Xá đoạn âm Bá Há, hai đoạn âm. Rê trường âm nhấn. Giả đoạn âm Nas, trường âm nhấn. Xá đoạn âm Mùng, trường âm nhấn. Chê trường âm thông thường. Thá đoạn âm Brahm, trường âm nhấn. Má đoạn âm Nô, trường âm thông thường. Ná Brahmanasapaharayanasamuche Tha Brahmano Thi Brahm. Thì Brahmanasa Hằng Ta Răng Tát Tô Thì Giá Sa Mùng Chá Tí. Thì là Thì trường âm thông thường, Brahm trường âm nhấn, Má đoạn âm, Nas trường âm nhấn, Xá đoạn âm, Hăng trường âm nhấn, Ta trường âm thông thường, Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Tá đoạn âm, Tô Ti hai trường âm thông thường, Yas trường âm nhấn, Xá đoạn âm, Mùng trường âm nhấn, Chá Tí hai đoạn âm. Thì Brahmanasa Hanta Rang Tato Thi Tato Thi Yasa Mùng Chá Tí. Thì Brahmanasa Hanta Rang Tato Thi Yasa Mùng Chá Tí. Con xin đọc lại từ đầu. Na Brahmanasa Pahariyanasa Mùng Chê Tha Brahmano Thì Brahmanasa Hanta Rang Tato Thì Yasa Mùng Chát Tí. Na Brahmanasa Pahariyanasa Mùng Chê Tha Brahmano Thì Brahmanasa Hanta Rang Tato Thì Yasa Mùng Chát Tí.
Na Brahm, con xin đọc lần nữa. Na Brahmanasa, Na Brahmanasa Paharayanasa Mun Che Tha Brahmano. Thì Brahmanasa Hành Tà Rằng Tát Tô Thì Giá Sa Mun Cha Tý. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí đánh trả lại xấu hơn. Là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bon xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức và kính chào Đạo Tràng. Và tự nhiên xin đọc và phân tích câu Phật Pháp Cú số 389. Na-ram-man-na-sa-pa-ha-kay-yan-na-sam-mun-che-ta-ram-man-no. Na là đoạn âm, ram là trường âm, giọng nguyên âm, má là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá, ba, hát, ba đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na râm man na sa pa ha kay yan na san mun che ta râm man no. Thi là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, na là trường âm nhấn, xa là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, râm trường âm giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, trường âm thông thường, dắt trường âm nhấn, xa đoạn âm, trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Thì rầm mánh nát ta hành ta răng ta tô thì giác sắp môn chát tí. Nát rầm mánh nát sắp ba hát rầy giác nát môn chê ta rầm mát nô. Thì rầm mánh thì rầm thì rầm mánh nát ta hành ta rằng ta tô thì giác sắc môn chát tí. Bây giờ thì Duyên xin kể. Na râm man na sa pa ha rai ya na sa môn chê ta râm ma no thì râm man na sang ta rằng ta tô thi giác sa môn cha ti na ram man na sa ba ya na sa môn che ta ram ma no Ram manat santaram tato tiya samunjati. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí. Yeah.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Và con cũng cảm ơn đạo tràng đã cho con biết và âm thanh rõ. Cảm ơn Sức Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn Giang Nhật Hạ, cảm ơn Sức Hồng Nguồn, cảm ơn Sức Mita. Và con xin phân tích và đọc câu Pháp Cú 389. Và câu số 1 và câu số 2. Na Brahmana Sabahare Yana Sambunche Tha Brahmano. Và câu số 1, ná là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, má na, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá, bá, há là ba đoạn âm, re là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Thi Brahmana Sahanta Rang Tato Thi Yassamun Chati. Và câu số 3, Thi là trường âm thông thường, Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, ta là âm thông thường, răng là trường âm đập theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, và chá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại câu 4 câu Pháp Cú 389. Na Brahmana Sabahare Yana Samunche Tha Brahmano Thi Brahmana Sahanta Rang Tato Thi Yasamunchati. Na Brahmana Sabahare Yana Samunche Tha Brahmano Thi Brahmana Sahanta Rang Tato Thi Yasamunchati. Na Brahmana Sabahare Yana Samunche Tha Brahmano Thi Brahmana Sahanta Rang Tato Thi Yasamunchati. Và con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu tiếng Việt. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thai đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai. Xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng là nhiều. Mà bây giờ niệm tự xin mời bằng tay của Lan Lạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, thấy cũng gần hết giờ đó Lan Lê. Lan Lê kiểm lại đi nghe để cho mình lên mình đọc trước rồi đó. Ok. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 389. Náp Ram Ma Na Sa Pa Ha Rai Ya Na Sa Mun Che Tháp Ram Ma Nô Thi Ram Ma Na Sa Han Ta Rang Ta Tô Thi Ya Sa Mun Cha Ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ, chữ ná là đoạn âm. Chữ Ram là trường âm nhấn. Chữ Ma là đoạn âm. Chữ nát là trường âm nhấn. Chữ xá là đoạn âm. Chữ phá là đoạn âm. Chữ há là đoạn âm. Chữ rây là trường âm nhấn. Chữ giá là đoạn âm. Và chữ nát là trường âm nhấn. Chữ xá là đoạn âm. Chữ mun là trường âm nhấn. Chữ chê là trường âm thông thường. Chữ thá là đoạn âm. Chữ pram là trường âm nhấn. Chữ má là đoạn âm. Chữ nô là trường âm thường. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Di brahmanassa hantarang tato thi yassa mun chati. Và chữ thi là trường âm thông thường. Chữ pram là trường âm nhấn. Chữ má là đoạn âm. Chữ nát là trường âm nhấn. Chữ xá là đoạn âm. Chữ hăng là trường âm nhấn. Chữ ta là trường âm nhấn. Chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ ta là đoạn âm. Chữ tô là trường âm thông thường. Chữ thi là trường âm thông thường. Chữ giác là trường âm nhấn. Chữ xá là đoạn âm. Chữ là trường âm nhấn. Chữ chá là đoạn âm. Chữ tí là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Na Brahmanassa Baharaya Na Natsa Munche Tha Brahmano Thi Brahmanassa Hantang Tato Thi Yatsa Munchati. Dạ, chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, sáu thay đánh phạm chí, đánh trả lại sáu hơn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong rồi. Mời Lan Lê lên lại đi Lan Lê. Ok, xin nhường mic ạ. Dạ, vì Lan Lê lên lâu quá nên con xin lên ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức và quý chư tăng. Con kính lễ các cô tu nữ. Kính chào quý vị trong đoàn tràng. Con xin đọc câu pháp cú 389. Napam manasatahaya nasamunche tapam mano thì pam manasaham ta rằng ta tổ thì yasamunche tí. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na pam mana sapaha gaya na samunche tapam mano. Na là đoạn âm, pam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pa ha hai đoạn âm, ray trường âm nhấn, giá đoạn âm, nas trường âm nhấn, xá đoạn âm, nguyên trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, pam trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na pram ma na sapahariya na samunche tha pram ma no. Dạ, phân tích câu 3 và câu 4. Thì pram ma na sahanta rang tato thì ya samunchati. Thi là trường âm thông thường, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm,
Nas là trường âm nhấn, Sa là đoạn âm, Han là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường, Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Tá đoạn âm, Tô Thi hai trường âm thông thường, Yas trường âm nhấn, Sa đoạn âm, một trường âm nhấn, Chá Tý hai đoạn âm. Thì phàm ma na sa hàn tà rằng ta tô thì giá sa mùn cha tí. Dạ con xin đọc lại cho pháp cuốn 389. Na phàm ma na sa ta ha ai ya na sa mùn chê tháp ma nô. Thì phàm ma na sa hàn tà rằng ta tô thì giá sa mùn cha tí. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại. Xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin tri ân sư Trí Đức, có gì sai nhờ sư sửa giùm con. Cảm ơn sư Dược Quỳnh đã post bài cho em. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin xuống nick ạ. Xin nhường cho việc kế tiếp. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tỷ Viên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kim Nhung ơi, Kim Nhung có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo. Dạ, Kim Nhung có thể cầm mic chỉ cho Tâm An, chỉ cho Tâm An cầm mic trong cái laptop mà dạ, cảm ơn Hồng Mai laptop mà chương trình mới Kim Nhung. Nhật Quỳnh không do không có biết dùng cái này nha. Nhật Quỳnh xuống mic nha. Dạ alo alo ạ. Dạ thưa chị, em cũng không biết là Tâm An có cái máy laptop như thế nào, nhưng mà em thì em mở cái ban talk ra, rồi cái em đầu tiên là bấm vô chỗ xếp hàng, là chỗ waiting là xếp hàng, thì nó sẽ hiện cái tên của mình lên như Tâm An đã làm. Sau đó là chờ những người trước họ làm xong thì đến phiên mình. Thì ở cái nút phía dưới, bên góc bên tay phải, ở trong cái ô dài, thì sẽ có một cái giống như cái kem á, rồi có cái khóa, thì mình bấm vô đó, rồi mình thả tay ra, thì mình nói, thì chỗ đó nó hiện lên màu xanh, và nó chớp tắt có nghĩa là nó đang bắt tín hiệu. Rồi là như vậy nói, đã nói xong thì mình cũng bấm ngay vô chỗ mà đang phát tín hiệu đó, thì nó trở lại cái màu xanh ra trời như cũ. Như vậy là đã xong, là mình đã xuống mic. Dạ em chỉ biết như vậy thôi ạ. À, dạ đúng rồi. À, bấm vào cái ổ khóa ở phía dưới góc bên tay phải ạ. Thì sẽ có cái màu xanh da trời. Nó có cái cây kem và có cái ổ khóa. Thì mình bấm vô chỗ cái ổ khóa đó. Thì là mình sẽ thấy tín hiệu phát ra và mình nói xong thì mình cũng bấm vô chỗ đó. Thì nó sẽ tắt, tức là mình sẽ đã xuống mic. Dạ em chỉ biết như vậy thôi ạ. Dạ em sử dụng máy là như thế ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, em xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đạo hữu trong có mặt trong đạo tràng. Dạ. Dạ, con nghe chưa ạ? Alo. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn 389. Ramananat sabaharayanat samunche tharamano thi ramanat sahanta rang tato thi yat samunchati. Ramana manat saparahaya
yanasa mun cetha ramano thi ramanat santa rang tato thi yasa mun chati. Dạ con xin thưa. Na là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, ma là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá, bá há là ba đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Nát râm ma nát sa ba ha rầy ya nát sa muôn chê tha râm ma nô. Và con tin xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Thi là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, râm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Na ram ma nát sa ba ha rầy ya nát sa muôn chê tha ram ma nô thi ram ma nát sa han ta rằng ta tô thi ya sa muôn cha tí. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thai đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Hòa thượng Minh Châu. Dạ cũng đã đọc xong, cũng kính gửi mít lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Tâm An, kính cảm ơn Kim Nhung và đạo tràng. Sa chỉ cho Tâm An là mít, dạ, Tâm An là một vị học viên lâu năm rồi quý vị. Nhưng mà do thế nào đó nên là không vào đạo tràng, ngại vào đạo tràng, cầm mít được. Rất là sa thú. Dạ, bây giờ thì chú Khá có cầm mít được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu chú Khá ơi. Alo, chú Khá ơi, có cầm mít được không? Rồi, mời chú Khá nghe. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Bình, cảm ơn quý cô chú cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Na, Nam mô Tham Ma Na, Nam mô Sang Kha Na. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 389. Ma ram ma la sa pa ha dây dắt na sát mùn chê tha ram ma lô thì ram ma la sa hàn ta rằng ta tù thì rát sa mùn chá tí. Na ram ma la sa pa ha dây dắt na sát sa mùn chê tha dầm ma lô thì dầm ma la sa hàn ta rằng ta tù thì ra sa mùn cha tí. Ná là đoạn âm, dầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá pá há là ba đoạn âm, dây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, dăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, thi là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn,
Ma là đoạn âm, Las là trường âm nhấn, Sa là đoạn âm. Han là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường, Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Tá là đoạn âm, Tô Thi là hai trường âm thông thường, Gas trường âm nhấn, Xá là đoạn âm, Mun là trường âm nhấn, Chá Tí hai đoạn âm. Na ram ma la sa pa ha rầy ra la sa la sa mùn chê tha ram ma lô thì ram ma la sa hàn ta rằng ta tù thì ra sa mùn cha tị. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại xấu thay đánh phạm chí đánh trả lại xấu hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Dạ, con có lâu rồi con không nên đọc và phân tích. Dạ, con có sai chỗ nào thì con kính xin Thượng Tọa Chí Đức chỉ dạy cho con và đạo tràng chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ giờ con mời cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính lĩnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc phân tích câu Phật ngôn số 389. Na brahmanasa paharaya nasa munche tha brahmano thì brahmanasa hanta rằng ta tu thì yasa munche tí. Và con xin phép đọc và phân tích câu số 1, câu số 2. Ná là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm, Nas là trường âm nhấn. Xá, Phá, Rá là ba đoạn âm. Ray là trường âm nhấn, Giá đoạn âm. Nas trường âm nhấn, Xá đoạn âm. Mun trường âm nhấn, Chê trường âm thông thường. Thá là đoạn âm, Brahm trường âm nhấn, Má đoạn âm, Nô trường âm thông thường. Na brahma nasa paharaya nasa munche tha brahmano. Và con xin phép phân tích câu số 3 và câu số 4. Thì brahma nasa hanta rằng ta tu thì yasa munche tí. Thì trường âm thông thường, Brahm trường âm nhấn, Má đoạn âm, Nas trường âm nhấn, Xá đoạn âm, Han trường âm nhấn, Ta trường âm thông thường, Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Tá đoạn âm, Tô Thi hai trường âm thông thường, Yas trường âm nhấn, Xá đoạn âm, Mun trường âm nhấn, Chá Tí hai đoạn âm. Thì Brahmanasa Hanta rằng ta tu thì Yasa Mun Chá Tí. Con xin phép đọc lại nguyên câu. Na brahma nasa paharaya nasa munche tha brahmano thì brahma nasa hanta rằng ta tu thì yasa munche tí. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại xấu thay đánh phạm chí đánh trả lại xấu hơn. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Và con xin phép xuống mất ạ.
Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Hạnh Dung. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, xin lăng lê, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Lăng lê ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh hiểu đi. Alo, alo. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa cả bài thì kính mời bằng tay. Và Lăng Lê có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Lăng Lê ơi. Vậy là Lăng Lê không nghe được, không biết Lăng Lê dùng máy gì. Để ở trong đạo tràng có thể hướng dẫn cho Lăng Lê cầm mic được. À, nghe phải không? Lăng Lê đang dùng máy gì? Đang dùng iPad, điện thoại hay là laptop? Dạ. Để cái trong đạo tràng có thể hướng dẫn cho Lăng Lê làm sao cầm mic để có thể nghe được, có thể ra âm thanh. Không biết là Lăng Lê bị sai cái chỗ nào rồi đó, nên cầm mic là laptop hả? Laptop. Kim Nhung ơi, Lăng Lê đang dùng laptop mà là cũng là cái bao phát mới đó. Nhờ Kim Nhung có thằng mic lên chỉ cho Lăng Lê chỉnh cái phần âm thanh giùm được không? Mời Kim Nhung nha, để tội nghiệp Lăng Lê quá, cầm mic hoài không ai nghe được. Để sửa sao hả? Dạ. Vậy là Lăng Lê này để sửa sao? Đúng rồi, Lăng Lê coi cái phần âm thanh á. Một là cái tại vì cái Nhật Bình dùng cái bàn thóp cũ nên Nhật Bình chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng mà đại khái là cái phần âm thanh ở cái chỗ mà cái room nè đó, có khi là chỗ cái room này mà có khi mình khóa cái mic lại là cái mic ở bên tay trái nó có cái loa đó, nếu mà mình nhấn vô đó một cái là coi như là mình cầm mic không ai nghe luôn. Ồ, cô Tư Duyên không nghe ha. Dạ. Đó, thành ra là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là phải vào trong máy. Nhiều khi bị khóa trong máy. Hôm trước Nhật Bình cũng bị một lần như vậy. Là cứ cầm mic lên là nó cầm không à. Dạ, nghe thì nghe được mà cầm mic lên là cầm. Rồi Nhật Bình bính lên. Dạ, khởi nguyện chư thiên nhờ thầy hướng dẫn. Nên là thầy hướng gặp được thầy, thầy chỉ dạy. Gặp rất là nhiều vị thầy không ai mở được. Rồi cuối cùng gặp được một vị, chỉ cái Nhật Quỳnh mở được, Nhật Quỳnh phải ghi sổ luôn. Nhưng mà có cái là cái dùng theo cái chương trình cũ, chương trình mới này Nhật Quỳnh bó tay, Nhật Quỳnh không có dám nhúc nhích cái chương trình mới. Nhật Quỳnh thấy nhiều vị cầm mic khó khăn rồi, chữ thì không có màu mà chữ thì nhỏ xíu đen thui. Nên Nhật Quỳnh mình làm MC mà mình bị cái post đó là thấy mệt lắm. Bước chữ mấy thầy. Dạ. Một bức thai giá. Dạ. Mến chào Như Quang về vào đấu tràng. Dạ. Giờ vị nào còn đọc bài không? Dạ. Bạch Ngài. Bây giờ con thấy đã 6 giờ 8 phút rồi. Dạ. Ngài có trước máy không? Ngài cho chúng con một tín hiệu. Con cung thỉnh Ngài trở lại à. Dạ. Năm mong bức thai giá. Dạ. Con thấy hết giờ nên con không dám trả bài. Dạ. Nếu Ngài có trước máy con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng cho con một tín hiệu à. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài. Dạ, cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ, trong khi Ngài chưa có xuất hiện, con xin dạ, đạo tràng có thấy tín hiệu của Ngài không quý vị? Có khi cái máy Nhật Quỳnh nó cũng kiếm chuyện lắm. Dạ, quý vị có thấy Ngài có tín hiệu không? Nếu mà chưa tín hiệu thì Nhật Quỳnh xin trả bài. Dạ, cảm ơn Hà Nga. Dạ, vì con xin phép được trả bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con xin phép được trả bài ạ. À, khi nào Ngài xuất hiện thì con xin xuống mít. Ramana sabaharaya nasa munche tha ramano thi ramana thanta rang tato thi yat samunchati na ramana sabaharaya nasa munche tha ramano
thì ramanasa hành tà rằng ta cờ thì yasa môn chát ti. Còn kinh phân tích câu 1 câu 2. Ná đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, ná trường âm nhấn, xá, bá, há, ba đoạn âm, rây trường âm thâm, rây trường âm nhấn, giá đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, môn trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na ram ma na sa ma ha rai ya na sa mun che tha ram ma no. Thi trường âm thông thường, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, ham trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng trường âm. Đọc theo giọng nguyên âm. Tá đoạn âm, tô thi hai trường âm thông thường, giá trường âm nhấn, xá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Thì ram ma na sa hàn ta rằng ta tô thi giá sa muôn chá tí. Dạ con ôn lại hết bốn câu. Na ram ma na sa ba ha rai ya na sa muôn chê tha ram ma nô thì ram ma na sa hành ta rằng ta tâu thì yat sa muôn cha ti. Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại sáu thai, đánh phạm chí đánh trả lại sáu hơn. Và đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng bạch ngài. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ con có đọc sai chỗ nào ngài chỉ dạy cho con. Và con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Châu Phan. Dạ không thấy ngài làm sao đây quý vị. Đồng hồ Nhật Quỳnh đã 6:12, tức là ở Việt Nam là 6:12 rồi. Dạ, mà không thấy ngài nhúc nhích hết, biết sao đây quý vị. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Bạch ngài, ngài trở lại đạo tràng cho chúng con một tín hiệu. Rồi, cho đạo tràng kệ, ngài xuất hiện đời trễ rồi, hả ơi, rồi con kính nhân minh đến ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Hôm nay không chủ trương kệ, mà chúng ta còn có 17 phút, à. Nếu mà kệ nữa thì mất thời gian. Câu Phật ngôn 389 ha, và 390 cùng một duyên sự. Thôi thì bây giờ chúng ta triển khai câu Phật ngôn này. Nếu mà cái phần tự vận thì sẽ hết giờ. Qua phần tự vận thì sẽ không còn thời gian. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về câu Phật ngôn 398 này? Alo, 123, 123. Trong vòng 16 phút nữa chúng tôi sẽ nói lên cái ý nghĩa của câu Phật ngôn 389. Quý vị thông cảm ha, chúng ta học cũng có những cái sự linh động để chúng ta tiếp thu. Thì với cái câu Phật ngôn 389 này nói lên cái ý nghĩa thế nào? Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại xấu thay, đánh phạm chí đánh trả lại xấu hơn. Và chúng ta cũng từng học những câu Phật ngôn nói về ý nghĩa của những người tu. Ở đây phạm chí tức là nói về những cái người tu, những bậc phạm hạnh. Thì chữ Brahmano Brahmana được dịch là sa môn hả? Hay là phạm chí. Chữ Samano tức là sa môn, mà ở đây
là Phật, gọi là phạm chí. Phạm chí tức là những người sống trong phạm hạnh. Có một câu Phật ngôn, chính lời của Đức Phật dạy, tức là chúng ta cũng từng học Anuva đồ anuva kha to ba ti mốt khe cha sanh qua rồ mắt tần nhu ta cha pha tasmin ban tần cha sanh nhật na cha nằng ati chi tề cha a yu go e tăng bút tha na sa sanh nằng. Những cái đoạn nào mà chúng ta thấy e tăng bút tha na sa sanh nằng, tức là lời chư Phật dạy, cũng giống như câu sapapa passa karanang kusala subasambada sacitta parayo dapanang e tang buddha lasa sanang, tức là không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, chư Phật dạy rằng. Thì ở đây cái câu Phật ngôn mà quý vị vừa nghe, ý nghĩa trong giải thoát giáo, tức là những lời dạy sau cùng của Đức Phật á, là xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Trong giải thuyết giáo để cho biết cái hạnh của một người tu, tức là tu theo phạm hạnh, thì cái người đó không có hiềm hận, không có hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân. Thì với câu Phật ngôn 389 này, chớ có làm chí, phạm chí, chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại, xấu hơn. Thì những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy, sống không hận thù, không quan trái, không hận thù, không quan trái, với một cái tâm từ thể hiện để làm tròn trách nhiệm của một người tu. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà trên thực tế thì lại khác. Lời của Đức Phật đã cho chúng ta biết từ 2560 mấy năm trước tới bây giờ đã phôi phai và ác nghiệp tăng trưởng. Để rồi nhiều khi chúng ta thấy trên hình thức như vậy, nhưng mà thật sự nó còn xấu hơn. Thì cái câu nói mà thực tế nó phụ phàng. Nội dung câu Phật ngôn 389-390 là một sự thử thách. Ví dụ người ta nói, ô cái ông đó, ông tu dữ lắm, ông nhẫn nại, ông đạo cao đức trọng. Nhưng mà trên cái vấn đề mình nghe người ta nói, người ta đưa cái vị đó lên, nhưng mà bây giờ không thử thì sao biết được ha? Không thử thì sao biết được. Mà khi chúng ta thử rồi thì sự thử thách của chúng ta có nên thử hay không, chuyện của người ta thì kệ người ta đi, ai ăn lấy no. Mà bây giờ mình cứ muốn xía qua chuyện của người khác để làm cái gì? Để rồi hận thù, oan trái. Cho nên ở đây không nên va chạm đến người khác. Người ta tu tập được thì mình nương cái đức của người ta, mình thấy là thích hợp thì mình tu theo. Chứ Đức Phật đâu khuyên ai tu đâu. Mà khi mình tu theo Đức Phật, tức là mình thấy Đức Phật có những cái hạnh, ví dụ như mình niệm tưởng về ân đức của Đức Phật, thì chúng ta trong 10 hồng danh đó, chúng ta thấy rằng tịnh đức nè, bi đức nè, tuệ đức nè, đó là những cái đức tánh sáng ngời, và chúng ta nương theo những cái đức độ đó để mà tu tập, hoặc là hướng về pháp của Ngài, những cái lời chỉ dạy của Ngài có khả năng hướng thượng và làm cho chúng ta càng ngày càng được an vui tiến hóa, được tịnh lạc. Thì đó là một cái điều tốt đẹp của ân đức pháp bảo. Hoặc là hướng về chư tăng, thì chúng ta hướng về những vị mà đó chính là bốn đôi và tám chúng, chứ không phải là chúng ta hướng về
những cái vị mà chúng ta thấy rằng đạo hạnh vị đó không được trọn vẹn, rồi chúng ta chỉ trích, chúng ta nói xấu. Mà tăng là chúng đức như hải, tức là chúng ta hướng về những cái vị ở đây là những vị đã hoàn thành phạm hạnh, tức là bốn đôi tam chúng sa môn, sa môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ. Thì có được như vậy tâm của chúng ta mới được an lạc. Còn với câu Phật ngôn này nói lên cái ý nghĩa là một sự thử thách đối với Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất có một cái tên gọi là tướng quân chánh pháp, tướng quân chánh pháp, người có thể thay thế bậc đạo sư mà quay cái bánh xe pháp. Những lời dạy của Đức Phật tóm tắt thì Ngài Xá Lợi Phất có thể triển khai một cách rộng rãi để chư tăng có thể nương theo đó mà thực hành. Và Ngài Xá Lợi Phất là một vị thượng thủ thinh văn, như bài kinh mà chúng tôi hay đọc phút chút đó, là cánh tay mặt, cánh tay trái của bậc đạo sư. Qua mắt ân xê mốc gan la nô, tức là vai trái là Ngài mốc gan la, rồi vai mặt là Ngài Xá Lợi Phất. Cái bài kinh đó là Siddhat Miên Mê Buddha Sê Thô, Đức Phật ngự trên đầu. Sari Putto Chết Đắc Khi Nê, tức là vai mặt là Ngài Xá Lợi Phất. Qua Mã Ân Xê Mốc Ra La Nô, vai trái là Ngài Mục Tiền Liên. Thì như vậy, một vị tướng quân chánh pháp, vai mặt, cánh tay mặt của Đức Phật. Khi mà chúng ta danh vọng mà lên tới tột đỉnh thì bao nhiêu cái mũi tên nó bắn về chúng ta, nhất là ngoại đạo. Người ta ca tụng Ngài Xá Lợi Phất bao nhiêu thì làm tổn giảm lợi đắc cung kính danh vọng đối với các ngoại đạo. Thì chính như vậy ngoại đạo rất là ghét, tức là không cùng chung một lý tưởng, thì họ thấy chúng ta điên đường này, người ta ghét. Và ghét thì tìm cách để mà hãm hại. Cho nên khi mà người ta ca tụng Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị tuyệt vời, một vị coi như là cái hành nhẫn nại của Ngài không ai sánh bằng, thì người ta muốn thử, thử bằng cách như thế nào? Ô, ông đó tại không có ai mà coi như chọc giận ổng, cho nên nói là ổng nhẫn nại cao. Không có ai thử thách ổng, cho nên nói ổng là số một. Và chính cái người ngoại đạo này, cái ông Bà La Môn này, phủ nhận những cái lời khen tặng đó và đã thử Ngài Xá Lợi Phất. Thử bằng cách đâu có đụng chạm gì đâu, người ta đi khất thực mà, đi xin ăn mà. Đó là một cái hành động mà đối với người đời, cái người xin ăn, cái người bần cùng của xã hội. Nhưng mà trong giáo pháp, chính Thái tử Siddhartha từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, nhưng mà rồi đời sống của Ngài khi mà bước chân vào giấc này, khi mà Ngài tu tập để trở thành một vị Phật, thì Ngài đã ôm cái bình bát đi ăn xin. Quý vị thấy, từ một vị hoàng tử, một vị vua chúa, nhưng mà bước chân vào giáo pháp này thì phải thực hành cái hạnh gọi là bỏ cái bản ngã ra đi, bỏ cái ta, cái tôi là vua, là chúa, là trưởng giả, là trăm anh thế phiệt, mà phải đi đầu trần chân đất, đi xin ăn. Khi mà đi xin ăn như vậy, cái hành động đó là hành động tồi tệ của thế gian, là những cái người mà có như bần cùng của xã hội. Nhưng mà cái hành động đó còn bị thử thách, có nghĩa là cái ông Bà La Môn này thấy Ngài Xá Lợi Phất ôm mình bác đi khất thực, không nói không rằng gì hết, từ ở sau đi tới đánh lén, tức là đánh từ sau lưng chứ không phải đánh trước mặt.
mới đập vào vai của Ngài Xá Lợi Phất một cái bàn tay mà đập chúng rất là mạnh. Ngài Xá Lợi Phất hơi choáng váng, nhưng mà Ngài cũng chẳng quay lại, và rất là tự nhiên Ngài hỏi cái gì thế. Tức là một cái sự va chạm, thay vì chúng ta đau quá chúng ta quay lại nhìn coi ai đánh mình, tại sao mà đánh mình, mình có quan trái gì với cái đối tượng kia, đối phương kia, để rồi mình đang mình bắt đi xin ăn chứ mình đâu có hành động gì thô tháo để rồi bị đập như vậy. Hoặc là cũng có trường hợp một người bị bắn một mũi tên, nhưng mà người này không có nhổ ra. Người ta hỏi ai bắn tôi, vì lý do, do gì mà bắn, rồi bắn từ hướng đông, hướng tây, hướng nam hay hướng bắc, rồi hận thù oan trái làm sao tôi với họ, để rồi cho như tìm hiểu người bắn cái mũi tên. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng không có thắc mắc ai đánh, mà hỏi cái gì vậy, cái gì thế. Và chính cái thái độ trầm tĩnh của Ngài, không quay lại, không nhìn mặt đối tượng, nhưng mà làm cho cái tên đã đánh lén đó, trong cái sự thử thách, ai cũng khen Ngài Xá Lợi Phất. Mà bây giờ đúng Ngài Xá Lợi Phất rồi, thì thấy cái khen đó là đúng. Tự nhiên tâm càng rối loạn, nóng nảy người. Và cái tên thử thách này đã đến quỳ trước Ngài Xá Lợi Phất xin sám hối. Tại nghe người ta nói như vậy, ai cũng khen Ngài hết á, cho nên muốn thử Ngài coi Ngài có thật sự là như vậy hay không. Và bây giờ thấy đó là sự thật, không phục, tức là khẩu phục tâm phục. Xin cũng thỉnh Ngài hãy về nhà của con sẽ để bác cúng dường cho Ngài và xin sám hối với Ngài. Thì quý vị thấy với cái câu Phật ngôn này, thì bị người ta đánh, chắc chắn rằng câu qua có lại mới tọa đồng nhau. Đó là tâm lý chung của chúng ta ha. Nghĩa là chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại. Thì cái ông Bà La Môn này, ông đã đánh Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà đối với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài không đánh lại. Và đối với chúng ta thì câu qua có lại liền, tức là xấu thay đánh phạm chí và đánh trả lại xấu hơn ha. Cái người mà đánh những người tu hành, những người tu tập không có đụng chạm tới ai, mà mình thấy người ta ăn hiền ở lành, lo tu tập từ bi hỷ xã, mà thấy họ có tâm từ như vậy thì mình cứ làm tới ha. Bởi vì họ nghĩ ồ, đồ chùa, của chùa thì cứ thoải mái, nhưng mình ăn miếng trả miếng, mình đánh trả lại thì mình có một cái sự hơn thua. Thì cái này là một cái sự oan trái câu qua có lại, nó trở thành một cái mối thù truyền kiếp. Cho nên chúng ta với câu Phật ngôn này thì đừng có nên tạo oan trái. Mình bị người ta đánh thì mình hãy nghĩ rằng người ta đánh đau hay là đánh không đau, mà cái ác nghiệp của mình nó đã trả. Thì bây giờ hãy hiểu về cái vấn đề nhân quả, mình đã tạo cái lỗi lầm gì đó, để rồi bây giờ mình chấp nhận thương đau. Và chấp nhận thương đau phải hỏi tại sao, chứ không có nói rằng chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Chúng ta tại sao bị cái dịch, một cộng đồng của thế giới, toàn cầu luôn, trong cái dịch này, Covid này, đa số trên thế giới đều bị. Nhưng mà tại sao chúng ta lại là cá biệt? Có phải rằng, phải chăng đây là biệt nghiệp mà chúng ta thoát khỏi do sự tu tập? Rồi rủi chúng ta có bị đi nữa thì chúng ta hãy biết rằng do cộng nghiệp
chúng ta đã từng tạo với họ để rồi mình bị thương đau. Nhưng mà bây giờ mình bị về thân xác, cái quan trọng là cái tâm của mình có bị dịch hay không. Thân bị dịch nhưng mà tâm có bị dịch hay không, thì đây là cái điều rất là quan trọng của người tu. Thân bệnh mà tâm không bệnh. Tâm không bệnh là chúng ta, người ta đánh qua mình đừng có đánh lại à, mình hãy chấp nhận thương đau để rồi mình cảm thấy hạnh phúc. Nhịn thì nhục, mà không nhịn thì bị đục. Bây giờ quý vị muốn làm sao? Quan trái thì cứ bị đục đi, hơn thua thì bị đục thôi. Nhưng mà bây giờ họ đánh mình à, mình chấp nhận, mình tìm hiểu tại sao họ đánh. Hãy nhớ rằng ồ, ác nghiệp đã đến rồi, hãy nhìn vào cái ác nghiệp đó để mình cảm thấy cái tâm mình có tu hay không. Đây là một điều quan trọng. Cái gì Sư Kim à, Sariputta là Bậc Pháp Vương, ngài chỉ cần vài giây là biết lý do tại sao bị đánh. Hồi đó đi bác thì đi bác chứ, cái đề mục nào một đề mục thôi, ngài đâu có chú ý gì tới những cái chuyện khác. À, thì cái lý do bị đánh hay không bị đánh á, đó là chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Khi nào Sĩ Kim gặp ngài hỏi thì biết liền à, còn cái vấn đề này á, không cần vài giây, không cần biết lý do gì hết á, chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Thì gặp ngài mà hỏi, còn ở đây á, nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục, muốn cái gì đây? Đây là một sự quan trái có qua có lại. À thôi, hết giờ rồi. À, 6:32, xin lỗi quý vị 2 phút nha. À, hôm nay thì tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao, cho nên chúng ta không có thời gian để đi vào ý nghĩa của từ vựng. À, thì quý vị cũng thông cảm với câu Phật ngôn này. À, chúng ta hãy áp dụng cái câu nói ở thế gian, nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục. À, với cái câu nói đó thì chúng ta cứ quan trái để rồi thù oán với nhau. Còn với câu Phật ngôn này thì chúng ta hãy chấp nhận thương đau mà đừng hỏi tại sao, để biết rằng ác nghiệp đã trả qua. Rồi à, với những câu Phật ngôn này chúng ta áp dụng sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa cha qua chê nạ so thi vô ô tu sa bà đà. Do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời Sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.